Lô, vâng, alo, xin kính chào tất cả mọi người nhá. Cả nhà quay trở lại clip tiếp tục của tôi. Ngày hôm nay thì lâu rồi tôi được quay trở lại Vida Game. Một anh em tục nhờ thì hôm nay tôi sẽ review cũng như là đem giao bán của em Vodamut. Anh em có thể thấy là rất là lâu rồi. Ngày xưa thì bắt đầu những cái clip có lập trình thứ hai của mình bắt đầu được những clip thường là giao bán ác hộ. Thì hôm nay thì tôi sẽ review cũng như là giao bán một em Vodamut, Vodamut tục ra tương đối là ngon. Còn thì trước khi mà xem clip thì chúc anh em một buổi trưa nhiều niềm vui nhá, sức khỏe, trưa thứ bảy. Thì anh em có thể thấy trên màn hình hiện tại thì em này đang là server Tàng Long này, server Tàng Long đúng không, Tàng Long của Vinagame. Thì em này nó chỉ sinh 19 năm và hiện tại cũng tương đối là anh em mua về chỉ được BK thôi, tương đối là ngon, ok. Thì bây giờ thì mình sẽ giới thiệu full bộ sản phẩm cho anh em xem, anh em có kết thì liên hệ mình luôn để bốc em nó về BK rất sướng, BK11 nhá. Hội đồng thì có lẽ là tôi không đánh giá cao mà BK11 rất là phê, bởi vì anh em xem clip nhiều bộ đang bút rồi, bộ đang bút thì chỉ solo 11 thôi, rất là ok. Đầu tiên là em này thú nuôi này sở hữu 2 con bét 6, một bét phá địch 100, độ xuất chiêu chuẩn cho hệ phái vô đang bút rồi, sức mạnh tăng điểm bảo kích chủ nhân là 18 điểm để anh em có thể xuất chiến. Em sử dụng nếu mà đi bút bét bảo kích điểm gì thì đây tôi sẽ đeo cái bút độc huyết lên cho anh em xem. Đấy, đam 15k3 trong khi đấy chưa có hiệu, chưa có hiệu đam. Thì anh em nhìn thấy cái điểm bảo kích là 88 điểm, cái này dùng cho việc đó là đi thánh tham anh hùng. Anh em có thể một mình solo được, boss thánh tham anh hùng được. Còn nếu mà anh em solo 1-1 thì anh em đeo như thế này dùng mình. Đấy. Về tin tức thì anh em có thể thấy là chuyển sinh 19 năm rồi, 700 mấy ca chân khí, võ hoàng. Hiện tại thì ác chỉ, ác có thêm hiệu nhị siêu tì, chắc là mới nhận thưởng. Hiệu Ngọc Hoàng chưa có hiệu thiên quyền nhá. Hiệu thiên quyền tiếp tục bang hiện tại đang là bang Long Hồ. Long Hồ chúng ta cùng xem điểm bang hiện tại là ác có 8k điểm bang cùng bang với thiên sói Chu Komo top 69 server. Vâng, con số rất là đẹp, 69. Đề nghị anh em làm ngay con 69 để vào bờ, nói đùa thôi, vào bờ là đi đi xa bờ luôn đấy. Hiện tại đang kích hiệu 10 rồi. Hiệu 10. Đúng không? Hiệu 10. Tiếp tục. Bảng F3 hiện tại 14k đam, có hiệu thiên quyền lên 15k. Trong khi anh em đợi tôi soi cho các anh em cái kinh mạch. Kinh mạch nhá, kinh mạch đã ổn rồi. Anh em nhìn thấy chưa? Kinh mạch ok rồi, bây giờ anh em chỉ lên mạch võ thánh là lên mạch 6, đám rất là to. Thêm cả máu, sinh lực các thứ. Về trang bị thì anh em mới thấy là cộng 13 từ đầu đến đít. Nón không phải cộng đồ cái gì đâu, tiên là nón tinh 1 đá 7, ngoại công sinh tăng 16k, áo sát tinh 1 đá 7 đá 6, cái toàn chơi đá 7 đá 6 thôi, ngon. Quần phun đá 6 nhá, phun đá 6 tập ngọc tháo đấy, linh hoạt tác xuất. Cái thứ hai hiệu quả thương dược tăng 35%. Để bút đây là bút nguyên tử nhá, bút nguyên tử luôn anh em, bỏ qua phòng ngự đối phương 15%, lực đối phương tiêu hao 6% và ngân phút tăng 17. Đấy, phun đá lăng đúng không ạ, phun đá lăng. Bút này nó mất trọng cho những cái hệ phái mà cần mana hay là có đang kiếm kiếm cũng cần mana thiếu chuyện mất trọng, nhưng mà tụt mana mà đi với 15. Ở đây thì sinh theo hướng hổ tử anh em nhá. Đấy, trang chuyển sinh 10. Quần áo thì lên cấp 8 luôn, lên cao nhất luôn. Lên cấp 8 anh nhá. Lên cấp 8. Xếp văn 3 nhá. Cốt ngoại công tăng đủ hệ chuẩn hệ luôn, cấp 15. Văn sức cấp 3, hai hồi cuối chắc chắn nó vô cụ rồi. Không bị sai rồi. Với xếp kim sa thì mình đánh giá kim xà ở đây ở kim xà 6 nha, mở khóa 12/12 đã tẩy rồi, cộng 13 mình đánh giá thì tương đối là đẹp. Anh em thấy là có phòng thủ bảo kích 38 này, có sức mạnh tăng 80 này, ở trên vừa có sức mạnh vừa có linh hoạt này, rất là đẹp đấy. Thứ hai là mắc binh 3 cũng lại có sức mạnh linh hoạt tăng 75, rất là đẹp. Tiếp tục là anh em dày gần linh hoạt này, tăng suất chiêu 100% chuẩn rồi đấy.
bản tịch chính 4 phụ lục 10 thay. Nhưng mà thấy là 91% phần 1 đã có yêu quyết cao cấp định võ đang bút pháp. Anh em tiến cấp ở 90 điểm vũ cụ trung bình, côn hư ngọc giao kiếm. Ở đây thì tôi sẽ soi cho anh em cái mật tích nhá. Mật tích võ đang bút pháp tất cả tấn công được 4% mục tiêu, 4% là anh em tấn công 25 lần lần gây cho đối thủ loạn, đúng không? Đó. Loạn thì nói chung là anh em rất là nhanh, anh em thiếu dương khoảng 35 lần thôi, nhanh thôi mà anh em, nhanh thôi thì sẽ có một lần hỗn loạn đấy. Rồi tôi sẽ soi tiếp tục là về xét châu. Xét châu là đánh nguyệt phá định 100 điểm, vâng ok anh em. Đấy, đánh nguyệt cấp 5 xoay tiếng châu nhá. Tết Hàn Tô, nói chung là nếu mà anh em muốn kích được đánh nguyệt đấy thì anh em thứ nhất là phải có đủ 7 châu tuyết này, tôi xoay tuyết này, thiên này, phong này, tinh này, đông này, hạ này và vân. Rồi thì muốn có lãnh nguyệt thì anh em phải đặt đúng cả những cái địa chỉ nhá, đặt chỗ tuyết phải đặt, thiên phải đặt ô thứ hai. Rồi ok, đầu tiên là tuyết này xin được tăng 13k, thứ hai là thiên ngự kình vô cụ 22 điểm, thứ ba là tốc độ đánh phong long tiềm, thứ tư là tinh huyền cơ của thân dược à, tăng máu khá là lâu đây, ngoại công tăng 7%, đông linh trạch hạ trung minh. Đấy rồi, cái này cần cho võ đăng bút này, hiệu quả thương dược sát xuất từng có phạm vi tỷ lệ xuất chiêu, phòng thủ ngũ hành kim, tốc độ chạy và sát xuất từng có phạm vi. Ngoài ra thì còn một cái nhật u dương này, ngoại công tăng 18% này, nhưng muốn tăng 3 này anh em đeo nhật u dương này 18% này cháp này, giảm tổn thương tăng 1% chưa tôi luyện nhá, à giảm tổn thương tốc độ thi triển 4% này, cái anh em đeo tốc độ thi triển để thiếu dương cho nó nhanh nhá. Anh đổ qua thương dược này, điểm vũ cụ này chưa dê nữa, buổi ôi ông hóa cảnh đập võ chỉ 19.5 hiểu tướng ui sắc châu đánh nguyệt. Cái bong bổng này là ma bổng à? Một thời đeo bụng ngon nhé. Không biết được đúng không? Đoán như vậy. Gần 20. Pin xà ui, đẹp đẹp nhỏ ủ ui. Quái cà lìn. Ui, này nó đập tròn thôi rồi anh nhé. Tay không nhầm thì là ma bổng. Cái này lắp vô xong chính thần thì ngon. Bây giờ mình sẽ thử nhá. Ố vâng đấy, ô ô cái cọc cuối này 800.000 à, đúng không? 700.000, 800.000 đúng không anh em? Mình đeo bút bảo kích đi xem nào. Cái test cổ cố thì nó chưa xác hoàn toàn. Để test một người cho anh em xem. Quản lý mang bút kích ra. Đây, tôi sẽ đeo bút này cho anh em xem này. Bảo kích lên này, xem mà chọc được bao nhiêu ca đây. Ui 1.000.000 kìa. Nói chung là đều 1-1 đấy. 1-1 thì anh em sử dụng ấy thôi. 1-1 thì anh em sử dụng ở bút nguyên tử thôi. Đấy, ngày xưa anh em còn nhớ không? Ui thì lại ra xuất chiêu được 3 tia nhiều ấy nhở. Anh em thấy phát lao ra ba tia luôn, ăn bày ra ba tia ngon thực sự luôn. Ấy, ngày xưa anh em thấy là chỉ có ba tia liên tục à? Xưa là anh em chỉ nhớ là chỉ ấy thôi đúng không? Chỉ
có sử dụng trấn phái mới có thể giết được cọc gỗ, bây giờ thì thiếu dương là giết được rồi. Ngắt đây anh em, tắt skin đấy. Đấy, bây giờ thì chắc là đi test thử với người đi. Đây nha anh em, bây giờ tôi sẽ test đam với cả và cả một cái ông bọc, đúng không? Cái ông bọc à? Toàn đại ca, toàn có cảnh, sợ thực sự. Còn trước khi mà tôi review một chút thì anh em vào xem cái kèo này nhá. Kèo giữa, vâng, anh em phải thấy được Kizaren cộng với One Hit đứng môn cầm. Tại sao cái kèo này tôi được muốn quay cho anh em? Ở kèo này thì sự xuất hiện đến từ đứng môn cầm à? Đứng môn cầm CK One Hit, một trong những đứng môn cầm top 2, top 3 của đứng hai hiện tại. Vâng, anh sở hữu quá cảnh hiện tại của anh được. Ôi giời ơi, đập sợ chứ, 70 may. Còn đối với Kizaren, anh chính là hình như là ma bộc cũ thì phải. Lâu đài để lăng ba. Thì anh họ sở hữu cảnh là 88 mạch quá cảnh. Đối với lượng đam của Kizaren lên tới là 30k chưa búp. Chưa búp chưa lắc, vâng. Ui giời, một pha hoa rơi thì một khá đau rồi, bắn. Còn đối với Zik 2 One Hit thì anh sở hữu xếp Lãnh Nguyệt nó đi, đúng không? Rồi, choáng rồi, dính choáng, một phát được choáng. Khó chịu quá. Nghe vẻ đừng môn khó ăn trong ván này. Đến từ những pha khi mà Kizaren anh có học biểu tướng khá hiểu. Như là những pha đập rất là thốn. Không hiểu là tôi đang nghĩ là Kizaren mà anh nhớ ở đeo xong chiến thần cũng là đập như hào đá bệnh nữa, mà cũng phải nói là Kizaren hơn mạch quá cảnh, vậy là đập nó sẽ khác biệt hơn rất là nhiều. Rồi một pha rồi kiệu kết thúc kết được không, kết thúc rồi. Rồi vâng, kết thúc còn một ít máu kia, anh làm gì đây, kết thúc rồi. Ngồi một pha chặn núi thứ hai. Sức xưa tôi nhớ là đường môn cầm mà đẩy lùi đúng không, như bị fake hay gì rồi đúng không, đường môn cầm đẩy lùi tập vãi lịt luôn, đẩy lùi khiến cho mà không có thể nói là không bị là không ra được luôn ấy. Đấy anh em thấy là đẩy lùi nó chỉ đến đây, chỉ trong vòng đẩy lùi mất 1-2 giây đứng im thôi, đó là bình thường trở lại. Chứ tôi nhớ là đường môn nhi đẩy lùi vào giống một noisy à, quên ác này giao bán 6.5 triệu anh em nhá. Full nát 6.5 triệu thì đối là ok đấy. Thì tôi sẽ review nó cho anh em. Full nát 6.5 triệu. Ở đây còn có cả 6 cái vàng này. Đi vàng nữa, chắc là hình như là chục cái vàng nữa ở trong thủ phố đây nha. Tặng kèm theo ác luôn. Nát 6.5 triệu. Rồi. Rồi, chiến thắng thủ Kizaren. Ông củ lo này thì Ông này thì tôi máu được tăng. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp cái ông bọc tăng bố bình máu còn đâu. Hãy lìn từ từ ông nội. Này ui không đánh à, rồi ok máu quá đau luôn anh em, 4.000 từ huyết này. Một hảo hào hiệp này.
chỉ có hiệu anh em nhá, có mỗi hiệu ấy thôi, Ngọc Hoàng thôi, mình sẽ chả có hiệu gì cả. Ok thì anh em nào mà kết đắc này thì liên hệ Facebook của tớ nhá, Facebook ở dưới mô tả với cả số điện thoại ấy. Anh em nào cần thì cứ alo một phát thôi, full app là 6 triệu 5 có fix cho anh em, nói chung là mua về thì mình chơi thôi nha. À, quên còn cái nữa, quên chưa review cho anh em đó, thủ khố đúng không? À, thủ khố review rồi mà, 29 đến đơn này. À, còn ít vàng xuống đây nữa này, đấy. Ờ, thì thủ khố này, đây còn 92 tỷ kinh nghiệm, 9 phích đơn, thêm, đây còn 49, đấy là sắp lên cấp 96 ấy, em về mua về cày cấp 96. À, quên tủ áo nhỉ, quên cái này, cái nọ, bách xa này, đấy, ổn linh cấp 8 ấy, chơi nhá, ổn linh 8. Cú cưới à? Hộp này, hứa kiếm này, lừa nhân xanh là tiên hạc này, tiên hạc đẹp phết. Ôi toàn thú cưới ngon phết anh em ạ. Đấy, thú cưới này, ít lắc này, thôi thì cuối chương trình thì test nốt cho anh em cái chấn phái đến từ Võ Đăng Vút, phái 20 thành nhá. Vâng, đấy. Rồi, chắc là chết cổ gỗ luôn đấy. Chết luôn, sợ thực sự quá. Quá chết luôn, quá tờ. Thôi clip của mình dừng lại tại đây nhá. Bye bye anh em và chúc anh em buổi trưa thứ bảy vui vẻ, xem clip vui vẻ. Anh em nhớ like ủng hộ mình nhá. Một like, vâng, cảm ơn anh em rất là nhiều.